Chiều con gái như Lâm Tâm Như, ăn vi cá bằng bát vàng, tặng túi sách 60 triệu, gia tài nữ trang lên tới 300 tỷ đồng. Trước đó, Lâm Tâm Như từng gây sốc khi chia sẻ bắt ăn cháo vì cá mà vàng. Cô cũng hứa dành tặng số nữ trang lên tới 300 tỷ đồng cho con gái. Trang Sohu đưa tin, mới đây Lâm Tâm Như gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh lên Instagram, những món quà gồm túi sách, ba lô đến từ các thương hiệu thời trang lớn nhất. Rất nhiều netizen nhận ra chiếc túi sách màu hồng là kiểu dáng mới nhất, có giá gần 2.000 đô, tương đương 56 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tâm Như gây sốc với những món quà cực kỳ có giá trị dành tặng cho con gái cái heo nhỏ. Trước đó, cô từng gây xôn xao khi lộ hình ảnh chiếc bát mạ vàng dùng để cho bé ăn cháo vì cá mập. Dân tình từng tranh cãi kịch liệt việc Lâm Tâm Như chiều con quá đà đến như vậy. Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như từng tuyên bố trong một sự kiện rằng toàn bộ gia tài nữ trang trị giá hơn 300 tỷ đồng của cô sẽ là của hồi môn cô dành tặng cho con gái. Điều này đã khiến cho cá heo nhỏ ở tuổi lên ba đã sở hữu khối gia sản lớn ít ai có thể tưởng tượng được. Rất ít khi khoe con trên mạng xã hội, vậy nhưng những hình ảnh hiếm hoi của hai mẹ con Lâm Tâm Như luôn trở thành chủ đề tranh cãi. Cô từng chia sẻ hình ảnh đeo vòng đôi với cô con gái nhỏ. Sau khi tìm hiểu thông tin, netizen mới nhận ra giá trị đôi vòng lên đến 176 triệu đồng. Việc dành tặng cho con gái những món quà đắt tiền khiến Lâm Tâm Như trở thành nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô đang quá nuông chiều, sau này có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của con trẻ bởi những món đồ đắt giá, đẳng cấp. So với những người bạn nhỏ cùng trang lứa, rõ ràng bé cá heo nhỏ lại có gia tài hàng hiệu, nữ trang khổng lồ và chưa thực sự cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những ý kiến lại bày tỏ rằng việc nuôi con chiều con ra sao, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có quyền quyết định.